Xin chào các bạn, chương trình sinh tồn cùng Estafford tới rồi đây. Ngày hôm nay đối thủ của Estafford sẽ là một cô em mũm mĩm. Cô em ấy tên là Kate và là một trong những chuyên gia về sinh tồn đẳng cấp nhất thế giới. Cô ấy đã có khoảng 20 năm kinh nghiệm về lĩnh vực này. Địa điểm lần này của họ sẽ là quần đảo Palau ở Thái Bình Dương. Hoàn cảnh sống ở nơi này vô cùng khắc nghiệt, cả hai sẽ phải đối diện với dòng chảy xa bờ và rừng ngập mặn. Trên người bọn họ sẽ chỉ có một bộ quần áo và một con dao. Estafford và Kate sẽ xuất phát từ hai hòn đảo khác nhau. Tuy nhiên cái đích sẽ chỉ có một, sẽ có người và thuyền ở đó đợi bọn họ. Quãng đường có thể dài tới 120 km. Ai tới đích trước thì người đó sẽ là người chiến thắng. Cuộc thi đã chính thức bắt đầu. Trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa. Estafford được thả xuống biển. Anh nhanh chóng bơi vào bờ với hy vọng không gặp phải cá mập. Kate cũng hiểu sắp sửa có bão. Cô cũng nhanh chóng nhảy xuống biển và bơi vào bờ. Kate bơi rất giỏi và nhanh chóng bơi vào bờ. Mặc dù giữa đường cũng uống vài ngụm nước biển nhưng cô vẫn thành công lên được bờ. Cô lên bờ và ngồi nghỉ. Kế hoạch tiếp theo là đi về hướng bắc. Trên đường đi sẽ cố gắng thu thập vật tư. Trong khi đó thì Estafford vẫn đang loay hoay trên biển. Tốn khá nhiều sức thì anh mới bơi lên được bờ. Nhiệm vụ của anh bây giờ là tìm được nước. Việc tìm nước ngọt ở trên biển là vô cùng khó. Anh phát hiện trên này toàn là rác và chai nhựa rỗng. Lúc này trời đang mưa, anh ta cần lấy chai nhựa ra để hứng nước. Anh ta cắt chai ra rồi đặt ngửa xuống mặt cát. Sau đó thì anh ta đã lấy được nước để uống để bổ sung nước cho cơ thể. Kết lúc này cũng đang rất khát. Tại một nơi như này rất khó để tìm nước và chỉ dựa vào may mắn. Cô lấy rất nhiều lá để hứng nước mưa. Sau khi uống nước thì Estafford tiếp tục lên đường. Anh ta đang chuẩn bị rời sang một hòn đảo khác. Cách tốt nhất để làm điều đó có lẽ là di chuyển theo những vách đá ngầm nhô lên mặt nước. Mặc dù sợ sẽ có cá mập nhưng anh không còn cách nào khác. Anh cần phải rời khỏi hòn đảo này trước khi trời tối. Trong khi đó, Kate vẫn đang miệt mài tìm nước. Cô phát hiện rất nhiều những đầu đạn có lẽ là từ thời Thế chiến thứ hai. Cô cũng muốn tìm xem liệu có thứ gì có thể tận dụng không. Cô đi một đoạn thì phát hiện một sơn động. Bên trong có khả năng có nước. Cô liền đi xuống dưới tìm kiếm. Tuy nhiên cô nhận ra nước đây đã bị nhiễm chất hóa học. Có lẽ là bởi dầu nhớt từ những thùng dầu trong chiến tranh kia đã bị chảy ra và ngấm vào nguồn nước. Cô quyết định đi nơi khác tìm. Estafford đi được một nửa đường thì đột nhiên bầu trời có sương mù. Rất nhanh thì sẽ có mưa lớn. Giờ đây muốn quay lại cũng khó. Mực nước ngày càng tăng lên, Estafford đành phải bơi. Phải tốn rất nhiều sức thì anh mới lên được bờ. Lúc này vừa mệt và quần áo thì ướt, Estafford cần tìm một nơi để nghỉ ngơi. Tình hình hiện nay thì Kate đang vượt trội hơn Estafford một chút. Kate cũng đang làm một cái lều tạm thời để dừng chân. Nơi cô dừng chân có rất nhiều kiến và có thể có cả bọ cạp. Do đó cô làm một chỗ ngủ ở trên một cành cây cao hơn so với mặt đất. Cô còn dùng vài chiếc lá để làm mái che mưa. Ngày hôm sau, Estafford tiếp tục di chuyển. Anh cần băng qua khu rừng để tới bờ biển. Đường đi nơi này rất phức tạp, do đó việc di chuyển vô cùng khó khăn. Kết thì vừa mới ngủ dậy, cô quay lại video và nói hôm qua cô ngủ rất ngon. Lúc này cô cũng đi về phía bờ biển. Trong khi đó thì Estafford đang phải băng qua một khu rừng rậm rạp, có rất nhiều loại cây có gai khiến anh rất khó chịu. Rất nhanh anh đã nhìn thấy bờ biển. Anh vội vã và nhanh chóng chạy ra biển. Trong khi đó thì Kate đang khát khô cổ họng. Ai ngờ lúc này cô nhận ra một tin xấu, đó là phía trước là một khu rừng ngập mặn. Lúc này cô còn nhận thấy nước biển đang dâng lên và tràn vào đây. Cô không quan tâm tới việc tìm nguồn nước nữa. Điều quan trọng là cô cần phải rời khỏi đây trong vòng 30 phút. Nếu không thì có thể sẽ gặp phải sự tấn công của cá sấu. Cô miệt mài đi về phía bắc và cô đã tới được bờ biển. Lúc này cô muốn đi lên hòn đảo nhỏ ở hướng đó. Tuy nhiên lúc này từ chỗ cô tới hòn đảo còn khá xa. Do đó việc bơi qua đó là không khả thi. Cô tìm kiếm dây thừng cũng như gỗ để làm một chiếc bè và di chuyển qua bên đó. Cô may mắn tìm được một tấm phản gỗ. Sau đó cô tìm kiếm thêm vài thân gỗ khác để làm cho chiếc bè của mình kiên cố hơn. Trong khi đó, Estafford đang rất đói bụng. Anh ta quyết định làm một cái bẫy để săn mồi. Đầu tiên là anh bổ quả dừa ra rồi đặt nó lên vách đá và chờ đợi. Trong khi đó thì Kate đang làm bè thì trời lại đổ mưa to. Cô chỉ đành tạm thời ở lại và hôm nay có lẽ sẽ chưa thể hoàn thành xong. Cô ngồi đợi và hy vọng cơn mưa sẽ sớm kết thúc. Estafford kiểm tra cái bẫy thì phát hiện một con cua to. Cái bụng của anh ta đã sôi sùng sục rồi. Buổi tối thì anh ta nướng nó lên rồi ăn. Anh cũng đang suy nghĩ xem Kate lúc này đang làm gì. Liệu cô ấy có cảm thấy trống vắng hay không? Mặc dù cô ấy là một mỹ nữ nhưng giữa một hòn đảo hoang vu như thế này thì sẽ chẳng ai giúp cô ấy lên đỉnh được. Estafford càng nghĩ càng phấn khích. Tối qua ăn no quá, sáng hôm sau Estafford cảm thấy rất khát nước. Anh ta đi xung quanh tìm một số thứ để có thể lấy nước uống. Trong khi đó thì Kate vẫn miệt mài làm chiếc bè. Cô tìm về rất nhiều vải để tạo ra một cái buồm. Trong khi đó Estafford lấy về rất nhiều chai nhựa. Anh ta nối nó vào một chiếc thùng sắt đựng nước biển rồi châm lửa đun sôi. Đây là một hệ thống trưng cất nước biển do Estafford tự nghĩ ra. Đợi vài tiếng thì Estafford đã có nước để uống. Mặc dù vẫn còn một chút vị mặn nhưng dù sao có cũng hơn không. Sau khi uống nước xong thì anh cần nhanh chóng đi tiếp. Lúc này anh đang làm một chiếc bè gỗ. Việc này đối với một người đàn ông như Estafford không phải chuyện gì quá khó. Rất nhanh thì anh ta đã làm xong và chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên Kate thì vẫn chưa hoàn thành. Dựa theo tiến độ này thì có lẽ tới tối cô mới xong. Lúc này thì Estafford đã ở trên biển được vài tiếng. Anh cảm thấy tốc độ của mình không hề tồi. Chỉ có một điều khiến anh không vừa ý là trời quá nắng khiến anh chóng mặt. Lúc này thì Estafford đã dẫn trước Kate. Cho tới tối thì Kate vẫn đang cố định lại cho chiếc bè của mình vững chắc. Giờ đây cô đang rất kiệt sức. Tuy nhiên vì có thể nhanh chóng về nhà với chồng, cô chỉ đành cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Estafford vẫn đang trôi giạt trên biển. Anh ta đang rất mệt. Anh ta chỉ đành thả neo xuống và nghỉ ngơi rồi sáng mai đi tiếp.
Anh lấy một viên đá và dùng một sợi dây buộc vào để làm neo. Ngày thứ 4 của trận thi đấu đã tới, Stafford đã khởi hành. Anh cảm thấy có vẻ như mình sắp tới đích rồi. Chiếc bè của Kate cũng đã được hoàn thành. Thủy triều đang dâng lên, cô cần nhanh chóng xuất phát. Cô cần phải tới bờ trước khi hải triều rút. Lúc này cô đang cảm thấy rất vui. Mượn sức gió và cái buồm, tốc độ của cô đang rất nhanh. Nếu mọi thứ thuận lợi thì có khả năng cô có thể vượt mặt Stafford. Stafford đang ngày càng gần bờ. Anh ta mang hành lý rồi nhảy khỏi bè. Sau khi bơi lên bờ, anh ta vô cùng phấn khích. Băng qua khu rừng này nữa thôi là anh sẽ tới đích. Stafford không biết là lúc này Kate đang tới đâu rồi. Anh chỉ có gắng nhanh chóng di chuyển. Kate cũng đã lên bờ, cô nhìn về phía vạch đích thì thất vọng khi nó còn cách quá xa. Trời thì sắp đổ mưa nên cô nhanh chóng di chuyển. Stafford xuyên qua khu rừng và tới bờ biển và nhìn thấy thuyền của người đang đợi anh. Vậy là anh ta đã tới đích trước Kate và giành thắng lợi. Lúc này Kate cũng đi tới. Có lẽ nguyên nhân thất bại của Kate là do cô mất nhiều thời gian làm chiếc bè. Video tới đây là hết.